một hai ba, mọi người nghe tôi nói không ạ? Ok, tín hiệu này, xin lỗi các bạn ha, tại tín hiệu đường truyền lúc nãy hơi hơi xấu ha. Tôi xin bắt đầu lại cái chuyện của mình ha. Nãy tôi nói là ưu điểm đầu tiên của thị trường Forex là thứ nhất là biến động thường xuyên. Thì như tôi nói là giá cả biến động thì chúng ta mới kiếm lời từ những biến động kinh doanh chênh lệch đó ha. Thì thị trường Forex cho phép chúng ta có thể kiếm kiếm lợi thường xuyên, bởi vì thị trường Forex dao động hàng ngày, hàng giờ, hàng giây luôn ha. Thứ hai là hoạt động trên 24/5, là hoạt động 5 ngày một tuần, 24 giờ trong một ngày ha. Thì các bạn nó phù hợp với thời gian làm việc của mình. Ví dụ các bạn rảnh buổi chiều các bạn có thể rảnh giờ đó, các bạn rảnh buổi sáng các bạn cũng thể giao dịch vào giờ đó, hoặc các bạn rảnh buổi tối mình đều có thể giao dịch. Nó hoạt động 24 giờ ha. Vào lệnh nhanh, thế như các ví dụ như chứng khoán Việt Nam đi, thì các bạn khi vào lệnh các bạn phải chờ T cộng 2, cũng là 2 ngày sau các bạn cái tài khoản cái chứng khoán mình cũng mới về thì các bạn mới có thể giao dịch. Nhưng đối với Forex thì một khi bạn đã vào lệnh thì lệnh nó lệnh thị trường ngay tức thì, lệnh bạn đã được vào mua bán ha. Và đặc biệt là giao dịch Forex cũng như là làm kinh doanh. Những nhà kinh doanh họ muốn kiếm lời nhiều thì họ sử dụng đòn bẩy công vay nợ. Thì trong Forex này đấy là một cái thế mạnh của Forex. Thì ở Forex bạn có thể sử dụng đòn bẩy để gia tăng khuếch đại cái lợi nhuận của mình. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng dùng đòn bẩy có thể gia tăng lợi nhuận của mình rất nhiều lần, tuy nhiên nó cũng có ảnh hưởng xấu đến cái bạn lỗ thì lỗ cũng rất nhiều ha. Thì các bạn phải lưu ý, thì chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề quản lý rủi ro, làm sử dụng đòn bẩy làm sao cho hợp lý trong các bài tiếp theo ha. Tiếp theo là dễ dàng quản lý rủi ro. Đầu tư Forex, như đầu với Forex thì các bạn có thể vào lệnh nhanh này, và tiếp theo đó bạn có thể sử dụng cái lệnh là stop loss. Giống như nếu mà đầu tư vào chứng khoán ấy ha, thì các bạn phải chờ 2 ngày sau các bạn, nếu bạn mua các bạn mới bán được chứng khoán của mình. Khi đó 2 ngày đó thì giá có thể xuống rất sâu rồi ha. Nhưng đối với Forex bạn có thể sau khi vào lệnh bạn có thể đặt ngay, đồng thời bạn đặt ngay cái rủi ro, cái stop loss của mình, là mình chấp nhận lỗ bao nhiêu, giá về mức nào thì mình cắt cắt cái lệnh đó. Thì điều này giúp chúng ta dễ dàng quản lý rủi ro hơn ha. Như tôi nói này, đầu tư Forex cũng như là một công việc làm ăn thì chúng ta cần phải vốn. Thì đối với kinh doanh ngoài thực tế thì vốn cần rất lớn, nhưng đối với đầu tư Forex tại Tickmill thì bạn chỉ cần 100 đô tiền là tối thiểu thì bạn có thể giao dịch Forex rồi ha. Đầu tư Forex thời gian thay vì làm 8 tiếng một ngày, nếu như bạn mới bắt đầu doanh nghiệp bạn có thể làm việc nhiều hơn, đôi khi cả 14 18 tiếng một ngày. Nhưng đối với Forex thì thời gian làm việc giao dịch nhiều không có nghĩa là sẽ hiệu quả, mà theo tôi thấy từ giao dịch một ngày mình dành 3 đến 6 tiếng để nghiên cứu thị trường và đầu tư chọn lọc thì là hiệu quả. Thì chúng ta có thể dành 3 đến 6 tiếng một ngày để đầu tư ha. Kinh doanh như kinh doanh bình thường thì chúng ta không cần nhân viên, vẫn cần phải có nhân viên này, có văn phòng. Đối với đầu tư Forex các bạn không cần phải có nhân viên, không cần phải có nhân văn phòng, bạn chỉ cần có một cái laptop một cái máy tính kết nối internet thì bạn có thể giao dịch ha. Giống như đây một cái hình tuấn minh họa này, bạn có thể làm việc trên giường ngủ ha, sáng dậy là bạn mở máy tính lên là có thể giao dịch rồi ha. Cái này làm cho mình một trong cái ưu điểm mọi người thích giao dịch Forex, đó là tự do về thời gian ha. Bạn thích giao dịch giờ nào cũng được, mình có quyền chọn thời gian giờ nào phù hợp với mình thì mình làm. Tuy nhiên cái mặt không có cái gì là dễ dàng cả, không có cái gì cho không cả. Thì để thành công trong giao dịch Forex các bạn cần phải có dành thời gian ra học hỏi để xây dựng cho mình một kỹ năng giao dịch. Một khi bạn đã xây dựng kỹ năng giao dịch cho mình tốt rồi thì bạn có thể thoải mái đầu tư Forex. Nhưng cái này cần phải có sự cố gắng kiên trì của bạn, bởi vì như tôi nói là những ý ở phía trên á thì làm cho thị trường Forex rất dễ dàng. Sẽ có rất nhiều người muốn đầu tư Forex, nhưng hiện tại thì nhưng thực tế thì chỉ có 20% là những người đầu tư Forex là hiệu quả, là thành công, hay còn lại thì thật sự là chưa, có rất nhiều lỗ khi giao dịch Forex à. Thì
Đó là lý do chúng ta cần phải học hỏi để xây dựng cho mình một kỹ năng giao dịch. Một cái hay của học xây dựng cho mình kỹ năng giao dịch này, những cái ngành nghề khác khi bạn là bạn già tuổi, bạn lớn tuổi ha, thì những kỹ năng này có thể mà những kỹ năng đó có thể mà có thể không hiệu quả. Nhưng đối với đầu tư forex, một khi bạn đã xây dựng cho mình một kỹ năng rồi, bạn có thể sử dụng và đầu tư đến khi mình già đó ha. Rồi ý tiếp theo là cách cực kỳ hay của đầu tư forex nào. Đối với một việc kinh doanh bình thường bên ngoài bạn làm thì cũng có lúc là không có khách hàng, công việc kinh doanh của mình không có khách hàng này, ế ẩm này. Nhưng đối với forex thì không có ha. Bạn có thể kiếm tiền khi thị trường đi lên và khi thị trường đi xuống, đều bạn đều có thể kiếm tiền ha. Rồi, đó là những cái hấp dẫn của đầu tư forex. Thì như tôi nói nè, không có gì là dễ dàng cả, không có gì là không có bữa trưa miễn phí, các bạn phải tìm hiểu về nó dễ như vậy đó, à nó hấp dẫn như vậy đó, nhưng cái giá, cái công sức mình bỏ ra như thế nào để đạt được điều đó thì chúng ta cần phải học hỏi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái lý thuyết về thị trường ngoại hối là gì. Tôi xin được phép nói giới thiệu về thị trường ngoại hối, đôi nét về thị trường ngoại hối ạ. Thì đây là thị trường thường tài chính lớn nhất thế giới phi tập trung à. Theo đó thì một đồng tiền này được trao đổi với một loại tiền tệ khác à. Hiện tại thì có khoảng 7, thực tế thì có khoảng 7 đồng tiền chính được giao dịch. Ngoài ra có rất nhiều đồng tiền khác nhưng 7 đồng tiền này có khối lượng giao dịch rất lớn à. Nhưng mà lưu ý là ở hiện tại ở Việt Nam, đồng Việt Nam đồng của mình là đang được thích à, có nghĩa là không được ra được thoải mái nha. Ngoài ra thì thị trường ngoại hối thường được gọi là forex, mọi người hay nghe nè. Khi lúc đầu tôi nói là thị trường ngoại hối thì mọi người nghe có vẻ hơi hơi ngạc nhiên, không hiểu. Nhưng nếu nói về forex chắc mọi người cũng cũng nghe nhiều từ này, là bởi vì cái từ này là viết tắt của thị trường ngoại hối, là forex. Mọi người cứ trong ngành, trong trong giới, trong cộng đồng thì gọi là forex cho nhanh ha. Thì đầu tư forex chính là đầu tư ngoại hối ha. Trong lịch sử ngày xưa thì năm 1973 là bắt đầu thị trường các ngân hàng lớn, các ngân hàng trung ương thả là thả những ngân hàng lớn thì thả đổi đồng tiền của mình thì bắt đầu giao dịch ngoại hối. Thì những thời gian sau đó thì chỉ có những tổ chức ngân hàng lớn, ngân hàng trung ương thì mới có đủ điều nguồn lực tài chính để giao dịch. Tuy nhiên hiện nay thì cho sự phát triển của internet, công nghệ thông tin thì những nhà đầu tư như nhỏ lẻ như mình thì cũng có thể giao dịch rồi ha. Cái yếu tố chính cốt lõi để quyết định đồng cặp tiền này tăng hay giảm, sản phẩm nó tăng hay giảm, đó chính là do cung cầu không? Thì làm sao để biết khi nào cung nhiều, khi nào cầu nhiều, thì cái này chúng ta phải phân tích những yếu tố, ví dụ như là về chính sách của ngân hàng trung ương, về các kinh tế của doanh nghiệp, để biết khi nào thì cái đồng tiền này đang có cung lớn, đồng tiền này đang có cầu lớn ha. Tôi nói sơ sơ nét về thị trường forex một chút xíu ha, cái lịch sử hình thành. Đầu tiên á thì các nước giao dịch với nhau bằng vàng ha. Trong nước thì người ta vẫn có đồng tiền riêng, nhưng để hai nước giao dịch với nhau thì đầu tiên là người ta sử dụng là năm 1876 thì đạo luật vàng, bản vị vàng ra đời ha. Thì khi đó các đồng tiền của mỗi nước riêng lẻ sẽ được quy ra vàng. Ví dụ như là một ao vàng thì bằng 20.67 USD, còn Anh thì khi đó chúng ta muốn trao đổi, muốn cho hai nước muốn trao đổi với nhau thì sử dụng vàng ha. Nhưng mà đến năm 1931 thì Anh chấm dứt sử dụng bản bị vàng, và đến năm 1971 thì Mỹ cũng chấm dứt sử dụng bản bị vàng ha. Thì sau đó ra đời là các ngân hàng liên kết với nhau, họ sử dụng đồng tại sau trên trên vào chiến tranh thế giới vào tháng 7 năm 1974 thì các quốc gia, 44 quốc gia đã họp lại với nhau và quyết định sử dụng đồng đô la Mỹ. Tại khi đó nền kinh tế của Mỹ
không chịu ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ thứ nhất ha, nên là họ có điều kiện để phát triển, thì lúc đó nền kinh tế Mỹ là cực kỳ tốt, họ hỗ trợ kinh tế cho các nước châu Âu ha, thì người ta đã coi đồng đô là đồng tiền dự trữ ha. Tuy nhiên thì khi mà chiến tranh thế giới kết thúc rồi, cái năm 1973 thì các nước mới quyết định thả thả nổi đồng tiền, bảy bảy quốc gia chính, bảy quốc gia lớn, đó là lúc đó là Anh, Pháp, Anh, Euro này, hiện tại là Euro này, đồng bảng Anh này, Mỹ này, Nhật Bản này, New Zealand này, Canada, và Thụy Sĩ, đồng franc Thụy Sĩ hả, thì vậy năm ngân hàng lớn này định thả nổi đồng tiền ha. Thì như hiện tại thì mọi người đang giao dịch giữa cặp tiền này với cặp tiền khác ha. Rồi đó là những cái sơ cơ bản về thị trường forex ha. Thì chúng ta sẽ đi về thực tế hơn, hiện nay hơn ha. Thì hiện nay thì thị trường có 4 phiên giao dịch chính nha, bắt đầu vào thứ hai đầu tuần, bắt đầu thị trường mở cửa ở New Zealand ha, vào 5 giờ. Tôi sẽ quy ra giờ, giờ Việt Nam để cho các bạn dễ hình dung. 5 giờ sáng ở giờ New Zealand ha, bắt đầu phiên Úc là thị trường New Zealand là Sydney mở cửa, thì các phiên này thì đồng Úc giao dịch nhiều. Sau đó tới phiên châu Á tầm 7 giờ, phiên châu Á thì có thị trường Tokyo mở cửa. Thì cái đó đồng Yên Nhật được giao dịch nhiều ha. Ngoài tuy nhiên các tại phiên Úc và phiên Âu thì các đồng tiền như của Canada, USD hoặc là Euro hoặc là bảng Anh đều được giao dịch, nhưng khối lượng giao dịch thấp không? Thì khi mà cái thanh khoản thị trường mà thấp thì cái spread tôi sẽ nói sau này sẽ khá cao. Phiên Âu sau đó là vẫn phiên Á tầm 2 giờ, 2 giờ chiều thì bắt đầu phiên London vào phiên châu ha. Thị trường London mở cửa thì các đồng 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 bảng Yên Nhật, đồng bảng Anh, Euro, franc Thụy Sĩ thì giao dịch mạnh nha. Thì tại thời điểm đó cũng có sự giao thoa là phiên Á, một tiếng sau thì phiên Á mới đóng cửa, thì tại thời điểm này cũng thị trường cũng giao dịch giữa phiên Á và phiên Âu đều cùng đồng thời giao dịch nha, thì thị trường thanh khoản khá cao. Sau đó là phiên 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 gọi là nhiều nhất mà các nhà đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức lớn hay các nhà đầu tư thích, đó là phiên phiên Mỹ ha. Tại phiên này thì vào lúc bắt đầu 8 giờ, 8 giờ tối của Việt Nam thị trường mở cửa, thì phiên Âu tại thời điểm đó vẫn đang giao dịch nha, phiên Âu kết hợp với phiên Mỹ, thì đây là thời điểm mà thị trường dao động biến động rất mạnh, là cơ hội để kiếm lời, thì các nhà đầu tư mạo hiểm họ thích giao dịch vào giờ này ha. Tôi cũng tiết lộ thêm là vào tầm 9 giờ, 9 giờ 9 giờ tối của tờ giờ Việt Nam, tầm tới 21 giờ, 23 giờ, tới 23 giờ là thời gian mà giao mùa giữa phiên Âu chuẩn bị đóng cửa và phiên Mỹ đã đi vào là giao dịch được khoảng 2-3 tiếng, là nhà đầu tư đã quen dần rồi, thì đó là phiên phiên giao mùa của phiên Âu thì thị trường còn dao động mạnh nhất trong ngày. Tuy nhiên đối với cái nhà đầu tư mà thích ổn định hơn thì tôi khuyên chúng ta nên giao dịch vào buổi chiều, phiên bắt đầu phiên 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 Âu tại vì tại thời điểm này từ 2 giờ, 2 giờ chiều tới 4 5 giờ chiều học, tại vì thời điểm này thì nó cũng cái khối lượng thanh khoản của thị trường cũng tốt, là bởi vì nhà đầu tư ở khu châu Âu cũng khá mạnh. Châu Á thì tại phiên Á thì thực ra thì lượng lượng thanh khoản nó hơi thấp thì qua phiên Âu, tại phiên Âu là vừa phải, thị trường cũng không biến động mạnh, cũng dao động vừa phải, thì nếu nhà đầu tư nào muốn an toàn thì tôi khuyên là nên giao dịch vào giờ buổi chiều từ 2 giờ đến 4 đến 5 giờ chiều ha. Okay. Thì các phiên giao thoa tôi cũng nói là các phiên giao thoa cũng là ví dụ phiên châu Á, phiên phiên Á kết thúc chưa kết thúc, cứ một tiếng sau mới kết thúc thì phiên Âu đã vào, thì thời gian giao thoa đó thì thị trường giữa nhà đầu tư châu Á như châu Âu dao động là thì cái khối lượng thanh khoản rất cao, thì nó thị trường biến động cũng tốt nè. Nhưng tuy nhiên tôi cũng vừa mới nói với các bạn là tầm 9 giờ tối đến 11 giờ tối thì phiên giao thoa giữa phiên Mỹ và phiên phiên Âu giao thoa thì thị trường dao động có mạch cực mạnh ha. Rồi sau đây là cái giờ giao dịch, thì tại thì có 2 giờ, giờ đông và giờ hè, thì mỗi giờ cách nhau 6 tháng. Thị trường như các bạn có thể thấy là phiên Úc thì bắt đầu từ 5 giờ sáng, 5 giờ sáng
sau đó đóng cửa vào 13 giờ 1 giờ chiều, sau đó phiên Á là 7 giờ đến 15 giờ, phiên Đông là từ 15 giờ tới 0 giờ, và phiên Mỹ là từ 8 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau ha. Thì các bạn thấy là liên tục 24 giờ là thị trường luôn luôn dao động ha. Rồi, để đi chúng ta sẽ qua cái phần gọi là yết giá tiền tệ. Thì đây tôi sẽ quay trở lại chút xíu nha, tôi sẽ đây. Đây là cái bảng giá của bảng tỷ giá của một cặp tiền. Cặp tiền này lúc đầu tôi coi là cái cặp tiền giữa đồng euro và đồng USD ha. Thì chúng ta có bên này này bảng giá của hai cặp tiền. Ví dụ giả sử nó đang nhảy ha, nên giá liên tục dao động không. Hiện tại giả sử như là tỷ giá hiện tại của cặp tiền euro USD là 1.14440 thì ý nghĩa của nó là sao? Tôi quay lại cái bài của chúng ta không? Đây, giả sử tỷ giá của euro USD là 1.15. Đây là một ví dụ ha. Giả sử là một cái tỷ giá này luôn luôn biến động không? Giả sử tỷ giá của nó là 1.15841 thì ý nghĩa là sao? Đồng với một euro chúng ta sẽ đổi ra được là 1.15841 USD ha. Khi các bạn cái đồng tiền đầu tiên á, ví dụ trong ví dụ này đồng euro sẽ là đồng tiền cơ sở, người ta gọi đồng tiền cơ sở. Đồng tiền cơ sở này luôn luôn là một. Đồng USD là đồng đồng tiền đồng được định giá ha. Nếu ví dụ này thì là 1.15841 à, thì ý là một euro sẽ đổi ra được 1.1581 ha. Rồi các bạn thấy không? Các bạn thấy số 4 này không? Số 4 này trong giao dịch mà người ta là cái đơn vị thấp nhất để tính giá pit. Rồi tôi sẽ đi sâu vào cái pit là gì. Pit là viết tắt của phần trăm điểm. Pit liên quan đến chuyển động giá nhỏ nhất của tỷ giá. Tại vì tôi nói là như tôi nói là cái thị trường ngoại hối luôn luôn dao động, thì sự dao động đó giúp chúng ta có thể kiếm lợi nhuận dựa vào sự chênh lệch. Vậy làm sao chúng ta đo được sự chênh lệch đó? Thì trong giới đầu tư forex người ta sử dụng cái đơn vị là pip ha. Pip là đơn vị chuyển động giá nhỏ nhất của tỷ giá, và đây là điểm để chúng ta tính toán lợi nhuận và thua lỗ ha. Thường thì các cặp tiền đó, sẽ được cái hàng thập phân thứ tư sẽ là đơn vị tính pip, là đơn vị của tính pip ha. Tuy nhiên có một số những cặp tiền liên quan đến yên nhật thì họ tính sử dụng cái hàng thập phân thứ hai. Ví dụ tôi cho các bạn ví dụ đây ha. Đây, quay lại cái ví dụ về euro dưới đây ha. Ví dụ giả sử cặp tiền này là tỷ giá của nó là 1.15844441 ha. Thì một euro đổi được 1.15841 USD. Thì cái số 4 tôi bố đổi một này là cái đơn vị là đơn vị nhỏ nhất để tính bit. Bit sẽ được tính từ cái vị trí số thập phân thứ tư này ha. Tại sao lại có số 1 màu vàng ở đây? Tại sao có số 1? Tôi nói là có 4 số thập phân thôi, nhưng tại sao lại hiện tại thì các bạn đấy ha. Tại sao này hiện tại thì thị trường này có tới 5 số thập phân, 1 2 3 4 5, 5 số thập phân mà không phải là 4 số. Thì các bạn lưu ý nhỏ nào. Vào năm 2000, trước năm 2006 thì đa số cái tỷ giá này được tính 4 số thập phân thôi, có nghĩa là ví dụ tỷ giá euro USD là 1.1584 thôi ha. Số 1 này không có. Tuy nhiên không hiểu tại sao 2006 trở đi thì các nhà môi giới hoặc các nhà phát triển phần mềm giao dịch ấy, họ thêm một số thập phân tiếp theo là có 5 số. Cái số này thì bằng 1 phần 10 của bit, nhưng thực sự thì cái số này nhà đầu tư không quan tâm cho lắm. Chúng ta chỉ cần để cái số thập phân thứ tư thôi ha. Cái số 1 này thì gọi là điểm, nhưng mà thực ra thì nhiều người họ sẽ không quan tâm đến cái số thứ năm ha. Đây giả sử không để tôi lúc nãy tôi có nói không là các cặp tiền được định giá bằng 4 số thập phân. Ví dụ như cặp Euro USD là 4 số thập phân này,
Tuy nhiên những cặp mà liên quan đến đến yên Nhật ra thì người ta chỉ tính hai số thập phân thôi. Đây có ví dụ ha. Rồi đây là bốn số này, còn ở chỗ này ví dụ ở chỗ đây yên Nhật là chỉ có hai số thập phân thôi à. Rồi tôi sẽ cho bạn một cái ví dụ về yên Nhật ha. Yên Nhật đây cặp tiền này, các bạn thấy đấy à, là chỉ có hai số thập phân mà thấy trong phóng bự này, thay vì cái đây là cái euro euro thì bốn số thập phân, nhưng đây thì chỉ có yên Nhật này chỉ có hai số thập phân năm, cũng như tương tự là cái số thập phân thứ ba này đối với bốn số thì số thứ năm không có giá trị nhiều, và yên Nhật tương tự vậy thì số thứ ba không có giá trị nhiều ha. Bên cạnh đó thì pip mà người ta còn có một khái niệm nữa là lot. Lot là cái khối lượng giao dịch. Giả sử một lot thường thì các bạn giao dịch đối với giao dịch trên forex thì người ta dùng đơn vị là lot ha. Lot theo quy định một lot cơ bản thì bằng 100.000 đơn vị của tiền cơ sở. Ví dụ nha, tôi giao dịch cái cặp euro USD thì nếu tôi mua một lot có nghĩa là tôi mua 100.000 euro. Ngoài ra thì còn có các đơn vị nhỏ hơn, ví dụ nhiều nhà tư nhỏ này họ không không có đủ tiền để giao dịch cái khoản tiền lớn như một lot, họ có thể sử dụng những cái đơn vị nhỏ hơn, ví dụ như là mini lot là 0.1 lot bằng 1/10 lot à, và micro micro lot là 0.01 lot. Thì mini lot khoảng đối với một lot thì bằng 100.000 đơn vị là 100.000, ví dụ 100.000 USD ha, thì một mini lot 0.1 lot thì là 10.000 USD, và 0.01 lot thì bằng 1.000 USD ha. Rồi tôi sẽ đi vào một cái ví dụ cụ thể. Đây. Làm sao chúng ta tính lợi nhuận? Chúng ta biết bit rồi ha, chúng ta biết lot được đơn vị giao dịch rồi. Bit là cái đơn vị thay đổi nhỏ nhất của thị trường này. Còn lot là cái khối lượng giao dịch. Vậy làm sao chúng ta biết được kiếm lợi nhuận đấy ha? Giả sử ha, là bạn mua một lot cặp tiền Euro USD tại mức giá là 1.4110. Có nghĩa là 1 euro, bạn cần mà nếu bạn muốn mua 1 euro thì bạn cần 1.14110 USD để mua 1 euro. Không? Bạn mua một lot nha, bạn mua 100.000 cặp tiền này. Sau 10 phút giá tăng lên là 1.14510 ha. Thì tức là tỷ giá tăng lên 40 bit ha. Chúng ta có 1.14 nhưng tôi nói là cái số thứ tư là đơn vị là số thập phân nhỏ nhất à, thì từ 51 từ mùng 11 là tăng lên 51 cũng là tăng lên 40 bit ha. Thì cái ngày cặp tiền này bạn mua trong 10 phút đã tăng được 4 bit. Vậy làm sao bạn biết được đo được cái lợi nhuận của mình? Rồi đây ha. Cách đây là cách tính lợi nhuận. Lúc đầu bạn dùng 100.000 euro của bạn trị giá là khi mà 100.000 euro tương đương với tỷ giá là 1.14110 thì cũng là bạn cần 1.110 USD. Sau 10 phút tỷ giá mới thì khi đó với 100.000 euro thì đồng quy ra đồng USD tương đứng là 1.114.510 USD, thì khi trừ ra thì bạn lời được 400 USD. Phải không? Lúc đầu chúng ta với tỷ giá 1.14111. Sau đó 10 phút sau tăng lên 40 bit, có nghĩa là một lot này bạn đã lời được 400 đô. Bạn đầu tư 100.000 euro và bạn lời được 400 đô. Có hấp dẫn không ạ? Thực ra thì chưa hấp dẫn. 100.000 bạn thử chia lấy 400.000 mà chia cho 400 đô mà chia cho 100.000 thì tỷ suất lợi nhuận của bạn có 0.4%, rất thấp. Vậy làm sao mà các bạn nghe này, nhiều người họ có thể kiếm lời từ thị trường trở nên giàu có từ thị trường forex. Làm sao mà, tại vì nếu bạn nhìn như này thì tỷ suất lợi nhuận có rất thấp 0.4%, làm sao mà kiếm lời được. Một cái điều hấp dẫn như lúc đầu tôi nói đó là sự đòn bẩy giúp bạn kiếm được lợi nhuận cực khủng ha. Với 100.000, nếu bạn dùng tiền thật của mình, bạn mua 100.000 euro thì bạn lời được 40 đô, nhưng giả sử bạn chỉ dùng 200 đô thôi nhưng bạn mua một lot sử dụng đòn bẩy 500 thì bạn sẽ có từ 200 và dùng đòn bẩy 500 thì bạn cũng đã có 100.000 đô rồi, thì bạn có thể mua một lot được và một lời 400 đô. Giờ chúng ta có, nếu mà sử dụng đòn bẩy 500 chúng ta sẽ có một bài toán khác
là bạn mua 200. Với những cái tương tự bài này, bạn thị trường tăng lên 40 pip, bạn sẽ lời được 400 đô à. Và từ 200 đô lên 400 đô là một con số hoàn khác, 200%. Khác hẳn với do con số là 0.4% mà bạn dùng tiền thật của mình ha. Rồi thì đó là cái lợi ích của đòn bẩy, thì tôi cũng nói sơ qua. Trong tài chính thì đa số kinh doanh bình thường thôi, trong kinh doanh bình thường họ cũng dùng đòn bẩy, có mượn nợ để giúp cho cái lợi nhuận của mình tăng cao hơn. Dùng tiền thật của mình thì cái lợi nhuận rất thấp, nhưng nếu mà sử dụng đòn bẩy thêm mà thì sẽ giúp cái lợi nhuận của mình tăng cao. Tuy nhiên cũng phải lưu ý một điều là đòn bẩy giúp cái lợi nhuận của mình tăng cao, nhưng nó đồng nghĩa với việc là lỗ của bạn cũng không kém nào. Đó chứ. Ví dụ tôi quay lại cái ví dụ vừa rồi. Ví dụ bạn có chỉ có 200 ngàn đô bạn nạp vào để giao dịch ha. Bạn sử dụng đòn bẩy thì lấy 200 nhân cho đòn bẩy 1.500 thì bạn sẽ được là 100 ngàn đô. 100 ngàn đô thì bạn có thể giao dịch được bỏ lót ra. Với 200 đô thì bạn không thể giao dịch không, nếu không đòn bẩy bạn không thể giao dịch forex được, bởi vì cái đơn vị nhỏ nhất của nó là 0.01 lót là 1.000 đô được cơ học. Với 200 đô bạn không thể dùng, nhưng với sự hỗ trợ của đòn bẩy là thì bạn có thể tăng tài khoản của lên mình lên 100 ngàn ha, thì bạn có thể dùng một đó không. Đó cái lợi ích của đòn bẩy. Tương tự nha, tôi quay lại cái trở lại, tôi cũng lưu ý à, quay trở lại cái ví dụ này ha. Giả sử bạn có 200 đô mà bạn giao dịch, bạn bài cái cặp vừa rồi là cặp euro, nó thay vì nó tăng lên 40 bit nhưng nó giảm xuống 40 bit, thì tương đương bạn sẽ lỗ 200 đô à, lỗ 400 đô à, thay vì mình lời lúc đầu là lời 400 đô nếu thị trường đi lên. Còn trong trường hợp thị trường đi xuống ngược lại với dự tính của mình thì sao, thì bạn sẽ lỗ 400 đô, thì có phải lỗ. Thực ra nhà môi giới không để cho bạn lỗ 400 đô đâu, bởi vì khi thị trường rớt cái tới mức stop out thì nó tự động cắt lệnh của bạn rồi ha. Thì bạn nhưng tôi ý tôi nói ở đây là đòn bẩy giúp bạn tăng có thể tăng lên 200%, nhưng có thể làm mất sạch tài khoản của bạn ha. Mình cũng lưu ý thì chúng ta phải sử dụng đòn bẩy làm sao cho con thực sự là tốt ha. Đây đây là một ví dụ à. Thì trong cái giao dịch forex chúng ta cần có lưu ý một số khái niệm sau đây ha. Ngoài đòn bẩy ra thì chúng ta tôi nghĩ rằng chúng ta nên thực hành thực tế cho dễ nắm bắt về hiểu kỹ quỹ là gì. Và Green này rồi đây, chúng ta quay lại rồi giả sử cặp tiền này cặp euro đây cho dễ, tôi giao dịch là hai lót, các bạn còn nhớ không ạ? Hai lót là bao nhiêu, quy ra bao nhiêu đơn vị à? Hai lót là một lót là 100 ngàn ha, hai lót là 200 ngàn. Giả sử các bạn nhìn thấy là tài khoản của tôi là có một hơn 1.000 đô thôi, vậy làm sao mà nếu mà bình thường thì tôi không thể nào mà tôi chỉ có thể giao dịch tối đa là 0.01 lót thôi đúng không, dùng sử dụng là micro lot thôi. Nhưng tôi sử dụng hiện tại thì Tickmill cung cấp đòn bẩy là maximum 1.500, thì tôi sử dụng tối đa luôn 1.500. Với 1.000 đô bạn nhân cho 500 thì tôi được 500 ngàn đô, 500 ngàn đô thì tôi có thể đánh tối đa là 5 lót thôi. Thì bạn thấy sự kinh khủng chưa? Với tiền thật thì tôi chỉ có thể đánh maximum là 0.01, nhưng với đòn bẩy tôi có thể tăng cái khối lượng của mình lên 5 lót ha. Giả sử tôi đánh hai lót, hai lót là đối với 1.000 đô thì cực kỳ mạo hiểm như các bạn, nhưng để giúp chúng ta có thể học được các khái niệm về equity margin thì tôi sử dụng số lượng lót cao hơn để chúng ta dễ nhìn nào. Giả sử tôi sell xuống à, tôi vẫn ưu tiên sell rồi cậy vào rồi à, chúng ta là hai nốt thì các bạn sẽ thấy một số thay đổi vậy hả. Đầu tiên cái ba lần thì vẫn giữ nguyên là 1.028 nó lúc đầu, nhưng các bạn thấy equity là gì, là cái vốn tức thời của mình, nó thể hiện là nếu lời nó sẽ cộng cái phần lời đây này, cái phần lời 33.29.15 nào nó cộng vào cái phần phần vốn của mình thì ra được cái equity là cái vốn tức thời. Nhưng nó lỗ thì lấy cái ba lần của mình trừ cho cái phần lỗ này thì ra được cái equity này ha. Thì hiện tại bạn thấy là tôi đang bị lỗ 41 đô vì đánh mua hai lót mà lỗ một giao được thị trường dao động một chút xíu thôi và lỗ 33 đô rồi ha.
thì cái lỗ này sẽ trừ vào cái vốn lúc đầu của tôi thì ra cái equity này. Và các bạn cũng lưu ý ha, cái margin, cái số này là vì là mình dùng, để tôi cắt lại nha. Tôi lỗ 41 đô thì sau khi kết lệ họ sẽ trừ trừ cái trừ phần lỗ đi, thì hiện tại vốn của tôi có 982 đô, còn thấy là cũng khá là rủi ro ha. Nếu mình không quản lý vốn cẩn thận thì lỗ cũng khá lớn ha. Tôi sẽ sử dụng một cái cặp nào dễ, tôi sử dụng UG đi ha. Đây, xuống cặp tiền này. Rồi tôi tiếp tục đánh, tôi đánh hai lót à, tôi sell xuống rồi 990 mấy đô. Tôi vào thì thị trường đi xuống nào, thì đã lỗ 16 đô, thì đây là equity. Như tôi nói là cái vốn tức thời của mình là thể hiện là nó sau khi trừ đi lãi lỗ của mình thì ra cái vốn hiện tại của mình. Rồi cái margin là cái quỹ, như tôi nói không, tôi dùng đòn bẩy là 500, thì 400 này rồi là tôi đánh hai lót, tương đương là một lót là 100.000 đô đúng không ạ, thì hai lót là 200.000 đô với đòn bẩy. Vậy 200.000 đô tôi lấy chia cho 500 là cái đòn bẩy ha, thì tôi cần phải là tương đương là 400 đô, có nghĩa 400 đô với đòn bẩy 500 thì tôi có thể giao dịch là 200.000. Thì đây cái quỹ này, cái vô cái số tiền bạn phải bỏ ra để giao dịch 200.000 đô, cái số này số chết à, nó sẽ không thay đổi để duy trì cho hai, cũng nghĩa là hiện tại bạn vào hai lót này có nghĩa là bạn đang giao dịch 200.000 đô, thì cái thực tế số tiền bạn cần phải bỏ ra có kỹ quỹ là 400 đô ở đây ha. Và cái fee margin là cái quỹ tự do này, thì là số số tiền còn lại bạn được giao dịch em, vốn hiện tại của bạn là còn 978 đô này, bạn bỏ ra 400 đô để cái quỹ để giao dịch 200.000 đô rồi, thì số tiền này là chết à. Bạn lấy cái số tiền hiện tại mình trừ cho cái quỹ là cái số tiền 581 đô này, 570 dao động này, là số tiền còn lại bạn có thể giao dịch năm với 500 tầm 500 đô này, bạn nhân cho đòn bẩy 500 ha, thì khoảng độ 2.500, 2.500 thì bạn có thể giao dịch cả 2.5 đô, 2.5 lót nữa ha. Rồi cái số quan trọng ở đây này ha, là margin level, cái này stop out này. Như tôi nói đó, lúc với ví dụ lúc đầu cái cặp euro ha, tôi mua nó tăng lên 40 bit thì tôi được lời 400, trong những trường hợp mà thị trường đi xuống thì tôi sẽ lỗ 400, lỗ 400 đô, nhưng cái tài khoản tôi có 200 đô à, làm sao tôi có tiền đâu mà đưa ra lỗ 400, thì hệ thống của các nhà môi giới sẽ tự động cắt lệnh khi mà cái số tiền của mình ở mức nguy hiểm đấy ha. Ở đây cái mặt kia level này được tính bằng cách là bạn lấy cái số, cái vốn ở quy vốn tức thời mà chia cho cái quỹ thì ra được cái tỷ lệ phần trăm này ha. Nếu mà tỷ lệ phần trăm này mà dưới 30% ở tại tích bill thì tự động hệ thống tích bill sẽ bị cắt lỗ ha. Hiện tại thì 900 mà chia cho 400 thì tổng ra 241 thì khá an toàn vẫn chưa ấy. Như giả sử nha, khi bạn lỗ hiện tại, giả sử cái lỗ bạn lỗ bị lỗ cái lệnh của bạn bị lỗ mà bạn xuống dưới 400 đi, ở đây 400, vốn của bạn còn 400 thôi, mà cái quỹ ban đầu của bạn là 400 rồi, thì bạn lấy 400 chia 400 thì gần như 100% bắt đầu vào cái mức rủi ro đấy ha, báo cảnh báo đấy nha. Là giả sử đây 400 thì bạn phải bỏ ra 400 để cái quỹ cho cái lệnh 200.000 đô của bạn này, mà tài khoản thật của bạn đang dần dần nhỏ hơn 400 thì cực kỳ nguy hiểm mà đúng không ạ, là bạn không còn đủ tài khoản, bạn không còn đủ để duy trì 400 cái quỹ này nữa, thì hệ thống sẽ bắt đầu khi mà con số này rớt về 30% thì hệ thống sẽ tự động cắt ra, tự động cắt lại của mình ha, để cho mình không quan nó, để đảm bảo rủi ro cho đảm bảo an toàn cho bạn cũng như an toàn cho hệ thống các nhà môi giới. Bởi vì bạn cái tuần đòn bẩy 500, một phần là bạn bỏ tiền vào, một phần là các nhà môi giới cho bạn mượn, khi mà cái số tiền của lỗ của bạn vượt qua số tiền, khi số tiền
thực tế của bạn muốn vượt qua cái số tiền ký quỹ rồi, thì nếu mà họ không cắt sớm thì cái phần lỗ đó nên đưa tính cho họ ha, thì họ để an toàn nhất thì họ sẽ cắt cái lệnh sớm mà. Các bạn lưu ý là khi mà cái margin level của mình tại Techbill, nếu mà bạn giữ 30% thì hệ thống Techbill sẽ tự động cắt ha. Đó là những cái lý thuyết thông tin cơ bản bạn cần nắm khi giao dịch trên hệ thống Interfor, cái thông tin quan trọng nhất ha. Và chúng ta quay lại cái bài tập này ha. Đây thì tôi cũng đưa ra cái ví dụ ha, tương tự cái trong trường hợp này ha, là vốn lúc đầu của tôi là 500 ngàn, tôi đánh là một nốt Uzi cộng cộng là hai nốt, thì tôi cần phải là cũng là hai nốt là 200.000 đô. Với đòn bẩy 500 thì tôi cần phải ký quỹ là 400 ha. 400 mà nhân cho 500 thì được ra 200.000 đô ha. Và các bạn lưu ý là khi cái tỷ lệ mà cái level này mà dưới 30% thì hệ thống tự động cắt lệnh ha. Rồi trong cũng có một cái quan trọng nữa là giá bid, là giá thể hiện mức giá mà nhà giao dịch có thể bán đồng tiền cơ sở được, thì bên trái của tỷ giá của tôi đây, tôi sẽ đi nhanh về cái ví dụ này. Dụ cặp tỷ giá của USD với Yên Nhật là 11.495 và 11.411.947 à. Thì bạn thấy hai số này, số bên này bên bên trái và số bên phải là hai số có sự chênh lệch nhỏ không? Chênh lệch là 3 bit. Thì giá bit này thì tôi quan lại giá bit thể hiện mức giá nhà giao dịch có thể bán đồng tiền cơ sở. Khi bạn mà mua, tôi sẽ cho ví dụ nào, đây là giá bit này, khi bạn bán đây thì tôi cho một cái mức giá mà có thể nhìn rõ nhất hơn. Cắt lại đi. Đây. Bây giờ giả sử tôi kỳ vọng sale, tôi sẽ bán cái giá này. Là bán ngay cái mức giá bạn vừa ha. Một khi bạn bán thì bạn sẽ bán cái mức giá là bên bên sale này là 11.288. Rồi bán tiếp này. 11.289. Có nghĩa là nhà môi giới bán cho bạn cái bạn bán cái mức giá thấp. Còn khi mua thì sao? Mua thì bạn phải mua giá bên này. Mua giá cao hơn đúng không ạ? Đó là bạn thấy là mua bán mình chỉ bán được giá thấp này, mua thì mình mua về mua giá cao hơn so với giá bên kia. Tại sao lại có cái con số này ạ? Đây. Bạn thấy như cái này nè, giá đây này giá bán là mình được bán cái giá này, và được mình đây giá mua là mình được mua cái giá này ha. Hai giá này có sự chênh lệch, ví dụ đây là 9945 và 947, chênh lệch nhau là nếu 7 trên 5 là 222, hai đơn vị đúng không, là 0.2 bit, thì cái giá 0.2 bit này là cái người ta gọi là cái chênh lệch, hay là spread. Spread này các bạn nói cũng biết là nhà môi giới họ cũng là kinh doanh thì họ cần phải có lợi nhuận đúng không, doanh số không, thì cái sự chênh lệch này đó là cái doanh số mà nhà nhà môi giới họ sẽ nhận được ha, là mình sẽ mua và bán chênh lệch một chút xíu, thì cái giá tạo ra spread spread này là cái phần lợi nhuận của nhà về chi phí mà nhà môi giới sẽ nhận được ha. Rồi các bạn thì cái này spread này cực kỳ quan trọng không, nó sẽ quyết định cái spread này. Nếu mình đối với những nhà mà nhà nhà chơi trong ngày họ giao dịch theo cây nến 1 giờ thì nó sẽ nhiều, nhưng mà spread với những sàn mà spread quá cao thì nó ảnh hưởng đến đến cái lợi nhuận của họ. Tại Techview thì chúng tôi đảm bảo là một trong những nhà môi giới có spread thấp nhất ha. À, ý là các bạn phải trả chi phí thấp cho giao dịch ha, thì giúp các bạn có thể có lợi nhuận nhiều hơn. Khi bạn trả chi phí ít đi thì lợi nhuận của bạn sẽ tăng đúng không ạ? Thì ở Techview chúng tôi đảm bảo spread thấp nhất có thể, các bạn có thể an tâm giao dịch ha. Rồi chúng ta sẽ đi sang một khái niệm khác, khái niệm này cũng hơi hơi phức tạp hơn một chút xíu. Đấy rõ tôi đây tôi tắt các lệnh này đi ha.
chúng ta sẽ đi sâu hơn, làm sao chúng ta mua bán. Cái vấn đề xác định cái xu hướng thì trong buổi thứ hai, buổi thứ ba chúng ta đi sâu hơn, làm sao biết khi đồng tiền là cái cặp tiền giá lên hoặc cặp tiền giá xuống thì chúng ta sẽ đi sâu hơn trong bài tiếp theo. Chứ hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào làm sao để chúng ta giao dịch. Để giao dịch, nãy các bạn thấy là tôi có thể, nếu muốn chúng ta muốn bán thì chúng ta chỉ cần sell tại đây ha, lệnh vào. Và nếu mà chúng ta muốn mua lên thì chúng ta chỉ cần buy này, đó là lệnh thị trường, lệnh vào ngay. Thì rất đơn giản đúng không ạ, cứ chỉ cần mua và bán thôi. Các bạn lưu ý này, như tôi có nói là cái lợi ích của một cái ưu điểm của giao dịch forex là chúng ta có thể quản lý được rủi ro. Rủi ro ý đây là sao? Ví dụ tôi vào lệnh rồi ha, và tôi có thấy nếu mà thị trường rớt xuống dưới này, cái vùng này à, cái giá thế này tôi sẽ bị lỗ, nó sẽ rớt sâu hơn nữa thì tôi chỉ chấp nhận là giá, nếu mà giá rớt xuống đây thì tôi sẽ cắt lỗ của mình. Thì ở trong forex rất đơn giản, chúng ta chỉ kéo xuống thôi à. Đây gọi là stop loss, là chúng ta lỗ 42 đô, là tôi tại đây chúng ta chỉ lỗ, tôi chỉ lỗ chấp nhận 42 đô. Nếu thị trường rớt xuống, nếu không có lệnh stop loss này, thị trường có thể rớt sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ lỗ nhiều hơn. Nhưng khi sử dụng stop loss chúng ta có thể quản lý dễ dàng cái lệnh của mình. Là tôi nghĩ rằng khi mà giá xuống dưới đây nó còn đi sâu xuống nữa và tôi chấp nhận mất cái này thôi, và tôi kỳ vọng nó sẽ lên. Với những ai mà không có nhiều thời gian á, không có nhiều thời gian để coi màn hình nhiều, bạn có thể xác định cái điểm mà bạn sẽ chốt lời. Giả sử đây bạn kỳ vọng rằng giá sẽ lên trên này, ha, trên này thì bạn kéo, chỉ cần kéo lên thôi. Rồi nên lên trên này thì bạn đi được 13, 13 bit ha. Rồi thì bạn sẽ đặt TB trên này. Khi mà giá chạm, khi mà chạm trên này thì tự động vào lệnh ha, là mình sẽ cắt hết lệnh cắt profit ha, cắt lợi nhuận ha. Đó là một cái tiện lợi của giao dịch ngoại hối à, là bạn có thể đặt cái điểm, đặt điểm lỗ của mình và đặt điểm lời để quản lý rủi ro không lỗ quá nhiều. Và khi đã đạt đến một, tại vì mình không phải lúc nào mình cũng coi được thị trường, thì mình nên cũng xác định một cái điểm lời, để khi thị trường tới đó thì tự động cắt lời cho tôi, thì mình có thể sử dụng thao tác trực tiếp lên trên phần mềm MT4 ha. Đó là khi chúng ta vào lệnh ngay. Còn trường hợp chúng ta không muốn vào lệnh ngay mà chúng ta cứ chờ, để tôi cắt đi ha. Giả sử tôi muốn giá xuống dưới này, tôi mới mua lên, bởi vì giá trên này vẫn còn cao quá, vậy tôi muốn khi nào giá xuống vùng này tôi mới mua vào. Vậy làm sao để tôi để vào lệnh ngắn hạn? Thì còn đang chúng tôi, các nhà môi giới cung cấp gọi là lệnh lệnh chờ. Đây, làm sao để vào lệnh chờ? Đầu tiên chúng ta vào new order này, mắt chúng ta vào cái pending order, cái lệnh chờ ha. Rồi với cái lệnh chờ chờ này là chúng ta cần thị trường rớt xuống dưới này chúng ta mới mua lên. Chứ hiện tại mức giá này quá cao, tôi không muốn mua, tôi muốn thị trường phải rớt xuống dưới này tôi mới mua lên. Để chúng ta làm sao? Chúng ta sử dụng là buy limit, là mua chờ cái lệnh mua, chờ cái thị trường rớt xuống chúng ta mới mua lên. Tôi mua buy limit và tôi chờ xem cái mức giá dưới này là bao nhiêu ạ. Một một đây, các bạn nhìn thấy màu màu đen à, tôi đang chỉ làm cái màu đen bên phía bên phải là 112.8787 à, 112.87. Vậy thì tôi sẽ đặt là tôi mua mức giá là 112.87 ở đây nè, 87 đi chưa. Chúng ta ấn play rồi thị trường sẽ tự động đặt cái lệnh, bạn thấy là ba limit ở đây, lệnh hai lot, cặp giá, cặp tiền UJI này ha, USD Yên Nhật ha, tại mức giá 112.87. Thực tế thì thị trường hiện tại đang là 112.912 này, các bạn có thể nhìn thấy là 112.912 này, thì chưa thể chạm dù vùng này. Tuy nhiên với cái lệnh chờ này ha, lệnh chờ mua này là buy limit này ha, thì một khi giá mà chạm xuống cái vùng này tự động bỏ lệnh cho bạn ha, là bạn không thể canh. Người bạn thì ngoài forex ra bạn còn các công việc khác, thì bạn không thể ngồi chờ canh khi nào giá xuống đấy, xuống dưới này thì mình mới vào lệnh. Thì khi đó có thể nó đôi khi bạn bận công việc gì đó, bạn không nhìn được thị trường, thì với việc đặt lệnh chờ này thì nó sẽ giúp bạn vào lệnh được ngay luôn ha, cho dù mình không có mở máy ra ha.
Rồi, đây là trường hợp buy limit à. Cái tương tự lại sell limit các bạn cũng vậy ha. Tôi sẽ không đi đưa ví dụ về sell limit bởi vì còn một lệnh khác nữa. Nếu mà tôi đưa cả hai cái đó ra, các bạn sẽ bị nhầm lẫn. Cái lệnh buy limit, lệnh lệnh chờ bán cũng tương tự. Giả sử bạn nghĩ rằng cái mức này giá này bạn bán xuống là vẫn còn chưa tốt, bạn phải chờ lên trên này, chờ chờ lên trên này, giá trên này bạn mới sell xuống à, thì bạn có thể lại 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 sell lên tương tự. Nhưng mà tôi sẽ lấy nói một một hướng thôi để giúp các bạn có thể hình dung được. Tôi sẽ đi sâu vào lệnh mua ha. Rồi tôi quay lại nào, nếu bạn nghĩ rằng cái mức giá này quá cao, bạn chưa muốn mua vào, bạn chờ nó xuống dưới cái mức giá này, thì mình dùng sử dụng buy limit. Cách vào buy limit thì như sau, là vào new order này ha, vào pending order và chọn buy limit. Đây có hai cái là sell limit. Sell limit làm tương tự ha, mình chọn buy limit và chọn mức giá, mình ghi mức giá mình muốn đặt vào đây ha. Rồi đối với nhà chơi có kinh nghiệm nhiều hơn là họ sử dụng xu hướng, họ dùng các mức giá để họ vào lệnh. Làm sao để mình vào đấy ha, tôi tắt lại này đi ha. Đối với nhà họ đã chơi sử dụng kỹ thuật quen rồi, và họ xác sử dụng giả sử như những nhà chơi theo ngưỡng kháng cự hỗ trợ, là họ nghĩ rằng khi thị trường này vẫn chưa an toàn, tại mức giá này vẫn chưa an toàn để bay lên, họ tin rằng một khi nào mà giá mà vượt qua được cái màu đỏ này, là kháng cự đây à, thì khi nào vượt qua cái mức kháng cự này họ mới có thể vào lại được, và khi đó thị trường sẽ củng cố là xu hướng đi lên. Cái này thì các bạn sẽ tìm hiểu sâu không, đối với nhà đã có kinh nghiệm giao dịch rồi, họ biết khi nào xác định xu hướng thì họ sẽ vô. Tại thị trường này tôi không biết là nếu mà cứ dao động xoay quanh như vậy thì tôi không tự tin để vào vào lệnh. Tôi cần chờ một cái tín hiệu rõ ràng hơn, là khi nào mà mức giá vượt qua cái mức giá màu đỏ này ha, mức giá là hiện tại thị trường đang 11290 và tôi đang chờ. Chờ mức giá này ha, thì tôi sẽ những nhà đầu tư có kinh nghiệm họ sẽ gọi là buy stop, cũng nghĩa là chờ khi thị trường vượt qua mức giá này để đảm bảo rằng đang xu hướng đi lên là đúng, thì tôi sẽ sử dụng là lệnh. Xác định là 113.37 ha. Tôi sẽ dùng là lệnh pending order, cũng pending order giống trước ha. Nhưng thay vì dùng buy limit, tôi sẽ dùng là buy stop. Làm đây à. Và mình xác định cái mức giá là 11337. 113.37. Rồi các bạn đặt lệnh ha. Rồi, các bạn thấy là lệnh đã vào. Mặc dù thị trường ở trên này, nhưng lệnh của chúng ta đang nằm trên tút trên này ha. Tôi lưu ý lại à, cái lệnh này nhà sử dụng khi nào đã có kinh nghiệm giao dịch rồi, họ sử dụng xu hướng là khi mà mức giá vượt lên một mức kháng cự nào đó hoặc là xuống một mức hỗ trợ nào đó thì họ nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục đi lên, còn một khi giá chưa chưa vượt qua cái mức đó thì nó có thể đi xuống, nên để an toàn những nhà giao dịch họ chờ khi giá vượt qua mức đó, cũng như ba niêm yết. Đôi khi nhà đầu tư họ không có thời gian để coi hết coi cái bảng điện thường xuyên, họ có thể bận công việc của họ thì họ đặt lệnh trước. Như trong trường hợp này là tôi kỳ vọng mức giá lên 113.37 tôi mới vào lệnh, có nghĩa là nếu mà giá cứ nằm khu vực này thì lệnh của tôi vẫn nằm dưới đây. Các bạn thấy là buy stop là hai hai lot à, tại mức giá là 11337, mặc dù hiện tại giá là mới chỉ có 11287 thôi, giá chưa lên. Nhưng một khi giá đã vượt qua được vùng này và lên lên được tới đây thì họ nghĩ rằng thị trường đi lên và cái lệnh của họ vào ha, cái lệnh lên chờ. Rồi thì cũng tương tự với lệnh sell stop, là khi mà giả sử ở đây tôi nghĩ rằng khi nào mà giá mà vượt qua khi mà giá xuống đây ha, thì cũng chạy sideways này, sự chạy dao động lên xuống, và tôi tin rằng khi mà mức giá ở cái đáy này, khi mà vượt qua được cái đáy này nó sẽ đi xuống,
Tôi sẽ dùng cái lệnh sell stop. Sell stop là khi lúc nào giá nằm ở chạm xuống dưới đây, tôi mới sell xuống ha. Thì tôi sẽ dừng lại ở lệnh buy limit với buy stop ha. Là hai sự khác nhau. Thì chúng ta có thể liên tưởng tới cái lệnh sell stop không? Tôi sẽ không giải thích sâu về cái lệnh sell, khi đó làm cho các bạn bị rối đây nè. Mình chỉ biết cách sử dụng lệnh sell trước, lệnh buy trước, thì khi đó mình có thể áp dụng tương tự với lệnh sell. Rồi tôi sẽ nói lại hai cái lệnh vừa rồi. Lệnh đầu tiên là buy limit. Buy limit là sao? Buy limit là trong trường hợp bạn nghĩ rằng mức giá hiện tại quá cao, bạn chờ khi nào thì giá rớt xuống mình mới buy lên, thì chúng ta dùng buy limit. Còn trong trường hợp mà dùng buy buy stop khi nào, khi khi bạn nhìn vào cái giá, bạn phân tích ha, bạn nghĩ rằng mức giá hiện khi giá hiện tại là chưa chưa rõ ràng, khi nào mức giá nó vượt qua cái mức giá đó là phía trên này này, mức cản nào đó, khi nào mức giá có thể bứt phá qua cái mức cản này thì thị trường mới xác định đi lên mạnh. Còn không thì nếu cứ nằm ở dưới này thì không rõ ràng, bạn không an toàn để chơi, thì bạn sẽ đặt lệnh buy stop là bạn mua ở mức giá cao hơn mức giá hiện tại. Rồi, đó là hai sự khác biệt. Một cái là buy limit là mua ở giá thấp hơn giá hiện tại, và buy stop là mua ở mức giá cao hơn giá hiện tại. Và tùy vào cái chiến lược cái giao dịch của mình, khi các bạn đã phân tích đi sâu vào được kỹ năng giao dịch rồi, thì mình sẽ sử dụng hai cái lệnh này rất đơn giản ha. Và bây giờ có thể hơi bị khó hiểu, thì đầu tiên chúng ta cứ sử dụng demo ha. Demo trước thì chúng ta mua mua bán sử dụng lệnh thị trường luôn, lệnh thị trường luôn, không có liên quan đến limit gì ở đây. Thì chúng đây, ví dụ bạn mua bán trực tiếp và sell trực tiếp luôn ha, thì chúng ta có thể học hỏi. Sau này chúng ta có kinh nghiệm rồi thì cứ sử dụng là buy stop là buy limit ha. Rồi, để giúp các bạn có thể thực hành tốt hơn thì các bạn có thể vào trang web tải tài khoản này, demo về để giao dịch thử. Thì thực hành trước, rất nhiều nhà này, tôi cũng lưu ý rất nhiều nhà giao dịch họ 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 không cần thực hành đâu ha, họ mở tài khoản thật và họ giao dịch luôn khi mà họ chưa biết gì về thị trường. Tôi khuyên các bạn để an toàn, thì mục tiêu của slogan, cái châm ngôn của Tickmill chúng tôi là chúng tôi muốn nhà giao dịch thành công. Các bạn giao dịch thành công có lợi nhuận thì các bạn sẽ giao dịch lâu dài với chúng tôi. Đó là cách chúng ta duy trì mối quan hệ và xây dựng mối quan hệ với nhau. Thì tôi cũng khuyên các bạn nên giao dịch demo trước ha. Làm sao để tải tài khoản demo về về các bạn có thể vào trong web tickmill.com ha. Rồi, hiện tại thì Tickmill có rất nhiều ngôn ngữ. Như bạn các bạn có thấy là đây. Có rất nhiều ngữ, thì các bạn những nhà mà ai mà chỉ sử dụng thuần tiếng Việt thì bạn có thể chọn tiếng Việt ha. Rồi, vào tiếng Việt. Các bạn vào các loại tài khoản và dùng thử tài khoản demo, các bạn kích vào dùng thử tài khoản demo, các bạn tải về ha. Mình vào đây để mình tải về ha. Các bạn điền tên của mình vô à, tên, họ và địa chỉ email, số điện thoại, đến quốc gia. Thì cái địa chỉ email cực kỳ quan trọng mà. Thì Tickmill sẽ gửi thông tin tài khoản và cái password về cho mình để mình cho đây nha. Đấy là về liên quan đến mở tài khoản. Vậy làm sao để mình để tải tài khoản về, thì các bạn vào cái phần dưới là Metaphor ha. Nền tảng rồi kia, có thể mở và kích bên trên, nhưng mà bên dưới này có thể dễ dàng hơn rồi. Thì tùy vào cái hệ điều hành mà bạn dùng trên cái laptop máy tính của mình ha, thì các bạn chọn. Như hiện tại tôi dùng Windows thì các bạn kích vào đây để tải cái phần mềm MT4 về, rồi sau đó cài đặt này. Rồi.
Thì khi đó chúng ta có, khi chúng ta đã mở tài khoản xong thì bên Tickmill sẽ, hệ thống Tickmill sẽ gửi cái số tài khoản và MT4 của mình về ha. Thì cái bắt buộc bạn vào vô trong này này, bạn nhập cái số tài khoản của mình và cái bắt buộc chọn cái server là Tickmill Demo UK ha. Nếu tài khoản thật thì chúng ta có các server khác, server 1, server 2 sẽ đề cập sau. Trong 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 mail thì có đề cập đến vấn đề đó. Đối với tài khoản demo thì bạn chọn là server demo ạ. Nhập thì hiện tại tôi đã đăng nhập trước rồi, thì nó sẽ giống ra như vậy và chúng ta thực hành mua mua bán giao dịch này. Rồi. Phần phân tích kỹ thuật trong giao dịch thì phần này sẽ được nâng cao hơn, giúp các bạn cái vừa rồi các bạn chỉ là hiểu làm sao để giao dịch forex thôi, còn làm sao để giao dịch thành công có lợi nhuận chúng ta cần phải biết các kỹ năng ha. Thì phân chúng ta có hai loại là phân tích kỹ thuật là sử dụng giá, nhìn dựa vào các giá, các công cụ chỉ báo để dự đoán giá tăng hay giảm. Còn phân tích thứ hai là phân tích cơ bản, cái này thì cũng khá khó, dựa vào các tin kinh tế thị trường để xác định cái đồng tiền này tăng hay giảm, thì cái này thì cũng khá khó. Nếu ai muốn có thời gian mà hơi biết thì chúng ta có thể phân tích sau. Cái phân tích cơ bản thì hiện nay rất ít nhà đầu tư họ ứng dụng, đa số các nhà đầu tư hiện nay, các nhà giao dịch hiện nay sử dụng kinh tế kỹ thuật dễ dễ hơn, họ chỉ cần nhìn vào giá thôi để phân tích ha. Thì cái phần phân tích kỹ thuật trong giao dịch và phân tích và đặc biệt là sử dụng nến trong giao dịch thì sẽ được thực hiện trong buổi học thứ hai và thứ ba tuần sau, thứ sáu tuần sau và tuần sau nữa. Chúng tôi sẽ đi sâu vào hướng dẫn sử dụng phân tích kỹ thuật ha. Và buổi thứ ba, buổi cuối cùng chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nến ha. Nến này, thực ra này, khi các bạn nhìn đây này, là đã lấy đấy ha. Cái này là nến này, những cái này này cũng có giá đóng cửa mở cửa. Nhìn nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng và chỉ nhìn cái màu xanh màu đỏ rồi cái dây này họ có thể giao dịch được ha. Thì tới buổi thứ ba tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao nhìn vô đó mà chúng ta biết được giá lên hay giá xuống ha. Thì mong gặp lại quý vị vào tuần sau và tuần sau nữa. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Chúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại. Chết rồi, anh em đi viện.